Xin chào tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ sự có mặt của Xuân Bắc trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Ơn Rời Cậu Đây Rồi là một chương trình mà tôi rất thích. Và ngay từ đầu thì tôi đã mong muốn được tham gia chương trình khi mà nhà sản xuất mời. Và lúc đó tôi còn có quyền lựa chọn giữa làm MC hay là làm trưởng phòng. Và tôi quyết định rồi, với khả năng diễn xuất có hạn của mình, với khả năng ứng biến không tốt của mình, thì tôi chả dại gì mà vào làm trưởng phòng để có cái sự so sánh với Tự Long hay là Trấn Thành hay Công Lý hay Trường Giang, anh Hoàng Sơn hay anh Hoài Linh hay chị Hồng Đào, vân vân. Thế cho nên là tôi đã quyết định làm MC Ơn Rời Cậu Đây Rồi qua 4 mùa. Và các bạn biết đấy, 4 mùa thì biết bao nhiêu nghệ sĩ tham gia, biết bao nhiêu tình huống và biết bao nhiêu tiếng cười mà tất cả chúng tôi đã gửi tới cho quý vị và tất cả mọi người. Chẳng dễ gì mà một người tham gia từ đầu như tôi có thể xa được chương trình đâu. Bởi vì nó là một phần trong cái con đường nghệ thuật, một phần trong cái công việc mà tôi cống hiến trong suốt thời gian vừa qua. Và hơn thế nữa, Ơn Rời Cậu Đây Rồi cũng cho Xuân Bắc rất nhiều những cái kinh nghiệm mới, rất nhiều những cái trải nghiệm mới và rất nhiều những mối quan hệ mới với anh em đồng nghiệp hai miền Nam Bắc, đặc biệt là gặp rất nhiều các bạn khách mời xinh lung linh mịn thờ lịn. Và với câu nói của tôi, rõ ràng do Xuân Bắc nghĩ ra, cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc, thì đợt vừa rồi tôi hoàn toàn thấy rất là bế tắc với những cái chia sẻ của rất nhiều người. Và thực ra đến hôm nay Xuân Bắc mới lên tiếng về việc là Trấn Thành và Trường Giang thay Xuân Bắc làm MC trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Tôi rất phản đối từ việc Trấn Thành làm MC, Trường Giang làm MC, mà có nhiều bạn có những cái phản ứng rất là tiêu cực. Trấn Thành dẫn rất là hay, rất là vui. Trường Giang dẫn rất là vui, rất là hay. Và phải ghi nhận công sức của các bạn, vừa làm trưởng phòng lại vừa làm MC giúp tôi. Thế mà mọi người cứ nói lọ nói chai, thành ra là anh em chúng tôi gián đoạn hết tình cảm. Nhưng mà tôi cũng nói luôn là còn lâu mới gián đoạn được tình cảm với anh em tôi. Bởi vì thực ra là các bạn ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều, cả anh Hoài Linh nữa chứ. Mọi người thấy rằng là tất cả những câu nói là đều vui, phấn khởi, hài hước. Thế mà có nhiều kẻ theo thuyết âm mưu nói thế nọ thế chai, không được. Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng hãy ủng hộ tất cả các nghệ sĩ chúng tôi, hai miền Nam Bắc. Chúng tôi có một sự gắn kết rất là cụ thể. Và hãy ủng hộ Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Tôi sẽ làm thật hay để không phụ lòng của mọi người. Và một điểm quan trọng nữa là với tất cả các nghệ sĩ tham gia, chúng tôi luôn luôn chia sẻ, hỗ trợ nhau. Và tôi xin chân thành cảm ơn Trấn Thành, Trường Giang đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 2 đêm vừa rồi. Bởi vì rất hôm đấy tôi bị bận, không quay được, không làm thế nào khác được. Hãy yên tâm, Xuân Bắc sẽ quay trở lại. Hãy đến với Ơn Rời Cậu Đây Rồi số lần sau, bùng nổ. Ông nhé.